Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị đã trở lại video của em nha. Thì trước khi vào video thì xin cô chú anh chị hãy nhấn vào cái chữ đăng ký kênh phía dưới, khi nào em lên clip thì cô chú anh chị tiện theo dõi nha. Đó, thì hôm nay em có về một lô bò thì tất cả hết là 8 con nha. Đó, 4 cặp. Em xin quay sơ qua một vòng cho cô chú anh chị xem rồi em sẽ báo giá nha. Cô chú anh chị xem hết clip của em rồi em sẽ báo giá cho nha. Rồi em sẽ giới thiệu sơ lược qua một cái rồi cô chú anh chị nào ưng cặp nào thì điện thoại trực tiếp với em nha. Đây là con ba b nè, ít muối nha. Đó thì xin giới thiệu với cô chú anh chị là 4 con liên tiếp đây, nó một cái con kem đó với 3 con ba b này là 8 tháng bò nha, bò lớn. Đó, lưng dây đôi nè. Đó, 4 con này là đều bò nha, 4 con này là 8 tháng bò nè, ba b ít muối nè. Long thần ba bê chưa, chân cẳng nè, xương sóc to nha. Đó, đó con thứ hai, đây con thứ ba, đây là hai cặp này là 4 con này là 8 tháng bò. Ba bê rít muối nha cô chú anh chị. Đó, lưng dây đôi nè, chân cẳng nè, chân móng hoàn thiện hết nha, lớn bò. Đó, đây là con kem nha cô chú anh chị. Con này thì đít nó khủng rồi, cái này em tắm nó mới vừa tắm xong còn hơi ướt nha. Giờ dọc bò đít một đít nè. Nói chung 4 con này là 8 tháng bò lớn, bò lỡ tháng rồi. Đó, đít một đít nha. Đó, đây kế là cặp kem, là hai cặp kem nha. Đó, con kem này cô chú nó coi nè, coi cái đít nè, con có bị ngang cái đít khủng chưa, dữ dằn cái đít. Con này thì nó cũng tầm 7 tháng mấy, nó nhích hơn cặp kia nha, nhưng mà đều cái đít này rất là khủng nha cô chú anh chị. Cái đít nè, nhớ quay con kem mà đít như ba bê vậy đó. Đó, xương sóc giò cẳng, xương sóc to. Đó, vậy rồi khỏi bàn bán lịch đây. Nói chung là mấy con này em mới vừa tắm cho nên nó hơi ướt, lông nó hơi sậm lại nha, chứ nếu mà chưa tắm thì lông nó sáng, tại vì em vừa tắm là chiều em tắm là sẵn em quay luôn. Thì nếu cô chú anh chị nào muốn ưng cặp nào thì cứ muốn xem lại thì cứ điện thoại Zalo gì đó em sẽ quay trực tiếp lại cho xem nha. Đó, đó xem cho kỹ rồi chốt anh em chú bác gì làm ăn lâu dài. Đó, muốn xem kỹ lại thì cứ điện thoại Zalo gì đó cô sẽ quay Zalo trực tiếp cho coi, muốn coi chỗ nào quay chỗ đó cho coi, rất là dễ chứ không có khó khăn gì hết nha. Quan trọng mình bỏ tiền ra mình mua, mình phải coi cho chính xác con bò cái. Nó thì mình nhận bò mình cũng ưng ý nữa, hài lòng nữa. Chứ mình không có phải quay sơ rồi chốt rồi về mình thấy con bò mình bỏ đồng tiền ra mà không đáng cái đồng tiền của mình. Thì nói chung tôi mua em bò về mà bò bỏ đồng tiền ra mà mua không vừa ý mình thì mình thấy cũng khó chịu lắm. Đó, rồi đây. Con này là con ba bê nha cô chú anh chị. Con ba bê đít muối. Đó, đó ba bê đít muối nè, cái đít thì một đít nha. Đó, hơi lùng bò nhưng mà có một cái là tròn trịa đít chà bá nha. Nó con này thì nó cứng cứng mép bò thôi nhưng mà đều bò bê mà đít muối nè. Đó, cái đít hết biết không, nó một mâm đít nè. Đó thì em sẽ báo giá từng cặp hết nha. Đây con kem nó đang hụt rồi, đang ăn đó. Rồi em sẽ báo giá lại xong rồi em sẽ báo giá từng cặp hết nha. Đây con cặp này với con ba bê này, đó 44 triệu. Rồi cặp này là 46 triệu nha. Rồi 4 con này là 48 triệu một cặp nha, là hai cặp này, 4 cặp này nè. Đó,
mỗi cặp là 48 triệu, còn kia 46, 44. Rồi, cô chú anh chị nào ưng thì liên hệ trực tiếp nha em. Chào cô chú anh chị. Mấy con này là lớn tháng nha cô chú anh chị, 8 tháng bò. Rồi, bê đít con long thần nha. Đít muối nè.